Quý 1 năm 2023, tổng sản phẩm trong nước GDP ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng giảm so với cùng kỳ, thì khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,52%, đóng góp 8,85% vào mức tăng trưởng chung, mức lớn nhất trong 3 khu vực kinh tế. Tại buổi tọa đàm, tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp với Vụ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, cho thấy những thách thức với nông nghiệp Việt Nam như chất lượng nông sản xuất khẩu chưa đồng đều, thiếu ổn định, tỷ lệ nông sản sản xuất theo các tiêu chuẩn bền vững, tiêu chuẩn xanh, giảm phát thải còn hạn chế, trong khi yêu cầu của các nước nhập khẩu ngày càng khắt khe, cơ sở hạ tầng thương mại, logistics, giao thông vận tải chưa đồng bộ, thiếu các trung tâm kết nối nông sản tại các vùng miền trong nước và quốc tế. Vì vậy, tại buổi tọa đàm, các đại biểu nhấn mạnh các chính sách của chính phủ, bộ ngành nhằm tăng khả năng phát triển, năng lực cạnh tranh và việc ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp. Đồng thời đánh giá, hội nhập kinh tế quốc tế đang mở ra nhiều cơ hội tăng xuất khẩu với các mặt hàng chiến lược như lúa gạo, cà phê, thủy sản, rau quả. Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong bối cảnh hội nhập với việc ứng dụng nền tảng số sẽ đem lại nhiều cơ hội cho chuyển đổi chuỗi giá trị nông sản Việt Nam, góp phần vào phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam.